giữ nguyên cái mức giá như này chứ mình không được ưu đãi nữa đâu. Cho nên là các bạn inbox vào trong fanpage để cố ghép nhóm cho các bạn giảm giá còn 800 nghìn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đến bài bài học ngày hôm nay của chúng ta, đó là từ những bạn mất gốc mà chúng ta có thể lấy lại gốc với 100 câu lý thuyết, đúng không? Em thấy rằng là cô luyện theo những cái như này, luyện hẳn 100 câu luôn theo chuyên đề. Cứ cuối chuyên đề thì cô cho hẳn 100 câu thuộc về dạng nọ dạng kia ấy. Rồi xong cô chữa thì các bạn làm xong các bạn phải gọi là chán ngấy cái dạng đấy luôn rồi. Đến lúc thi là thôi, mình nhìn phát mình ra đáp án được luôn. Được chưa? Cho nên bây giờ bắt đầu luôn nha, bắt đầu mình học luôn nha. Bắt đầu mình học luôn này. Với câu số 1. Câu số 1 thì là cô trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đó, đây là câu số 5. Câu số 5 là ứng với mức hơn 1 điểm. Cho nên các em thấy rằng là nó rất là dễ, đúng không? Rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Ở đây thì đề bài chúng ta đề bài cho rất là dài. Nhưng mà các em sẽ thấy, nhớ em không cô? Mạnh Khang Đoàn trả lời hộ, nhớ. Ok, được. Ở đây đề bài rất là dài này. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ nhỏ và lò xo nhẹ có cùng độ cứng K, dao động điều hòa theo trục OX quanh vị trí cân bằng O. Cái đoạn này này, cái đoạn đầu tiên này, này cái câu đầu tiên ấy nó chỉ để đánh lừa em thôi, chả để làm gì cả. Cho đề nó dài, các em cảm thấy là ủa câu này mình phải suy nghĩ kỹ đúng không? Mà thực ra rất là dễ, các em chỉ đọc câu cuối thôi. F tính bằng Newton, X tính bằng mét thì K tính bằng gì? Theo đây K ở trong cái biểu thức là F bằng trừ KX này này. Biểu thức F bằng trừ KX là biểu diễn về cái lực phục hồi, được chưa? Lực kéo về hay còn gọi là lực phục hồi. Hai cái đấy nó là một nhá. Lực phục hồi hay lực kéo về nó là một. Thì ở đây là biểu diễn về lực phục hồi đúng không? Trong đó F là lực, thì F là lực tính bằng Newton. X là mét. X là gì? X là cái ly độ của chúng ta, người ta tính bằng mét. Và K thì các em thấy rằng là X nếu đã tính bằng mét rồi thì đơn giản thôi, mình xét thứ nguyên thôi. Bạn nào mà học về thứ nguyên rồi thì sẽ thấy câu này được gọi là vô cùng đơn giản, đúng không? Không còn gì đơn giản hơn. Thứ nguyên đây, hoặc là thôi em xem cái này là Newton này, cái này là mét này, thì để mà tích thì mình biết là K sẽ bằng F trên X, đơn giản luôn. K bằng Newton trên mét câu C, đúng không? Chọn được luôn đáp án C. K là cái độ cứng của lò xo ấy, giống như là các em học lực đàn hồi trong lớp 10, đúng không? Học cái lực đàn hồi trong lớp 10 thì mình đã biết rồi. Câu 1C về đây giống nhau à cô? À ok, C về đây giống nhau. Thế thì cô sẽ để cho đáp án D là mét bình đi, cho nó khác nha. Cho đáp án D là mét bình đi. Sang câu số 2 này. Câu số 2. Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động. Khi đổi chiều chuyển động thì mình lại phải nhớ vào, đó là cái chiều chuyển động ấy thì nó phụ thuộc vào cái gì nhá? Chiều chuyển động mình phụ thuộc vào cái gì? Nào các bạn thử comment cho cô xem nào. Xem là có còn nhớ không nào. Đó là chiều chuyển động của dao động điều hòa ấy thì sẽ dựa vào cái gì? Dựa cái gì để tính? Đó. Dựa vào cái gì để tính nhá? Chất điểm chiều chuyển động của dao động điều hòa sẽ phụ thuộc vào cái gì nào? Đáp án A của chúng ta, lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều. B lực tác dụng lên chất điểm bằng 0. C lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại. Và D lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án gì? Nào, chọn đáp án gì đây các em ơi? Và thêm một cái nữa đó là chiều chuyển động thì nó phụ thuộc vào cái gì? Thì mình mới biết được là vì sao, đúng không? Ở đây bạn Luật bảo 2C Thu Hiền 2D. Đấy thì liệu bạn nào là bạn có đáp án chính xác đây? Ở đây thì mình sẽ có đó là cái chiều chuyển động. Mình nói rồi đúng không? Chiều chuyển động thì cái này máy in của nhà cô nó hơi bị tô mực một chút. Thế đây chiều chuyển động thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều. Chiều chuyển động thì nó phụ thuộc vào cái vận tốc V của mình. Phụ thuộc vào vận tốc V của mình. Vậy cho nên câu này thì mình có thể thấy rằng là lực đổi chiều chuyển động khi mà cái V của chúng ta nó thay đổi về cái dấu, đúng không?
thay đổi về cái dấu. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thể chọn được ngay đó là câu C. Bạn nào học cô buổi 1 rồi thì cũng biết cái vòng tròn lượng giác về cái thay đổi của cô đúng không? Đấy, cái vòng tròn lượng giác cô cho này. Hai cái trục nhá. Mình có thể biết được ngay đó là V ở dưới thì như này, V ở trên như này, tức là V ở dưới thì nó dương. V dương, V ở trên thì nó âm. Đấy, còn A thì nửa bên này nó sẽ dương. Còn nửa bên này thì nó sẽ âm. Thì mình dựa vào cái này mình làm những cái câu này nhá. Vậy thì câu 2 mình phải chọn đáp án là C. Được chưa? Chọn đáp án là C nhá. Câu 3, lực kéo về tác dụng lên chất điểm có độ lớn. Câu này hình như là mình cũng làm rồi trong buổi trước đúng không? Mình có F lực kéo về này hay là lực phục hồi này. Kéo về lực phục hồi thì nó là 1 thì bằng trừ K nhân X. Vậy thì về độ lớn thì chắc chắn là lực, cái lực này này, nó sẽ tỷ lệ với độ lớn của ly độ đúng không? Và về hướng thì sao? Đấy, quan trọng nhất là về hướng. Xem là về hướng thì bạn sẽ chọn được đáp án gì đây? Câu này thì cũng khá là đơn giản đúng không? Không thấy gì hết hả cô? Em loát lại giúp cô nhá. Bây giờ thì chắc là do mạng nhà em thôi, bởi vì là cô vừa hỏi thì một số các bạn đều bảo là mạng ok. Nào các bạn bây giờ có đang xem ổn không để cô chỉnh nào? Các bạn có đang xem ổn không? Bởi vì thỉnh thoảng là mạng nó bị lag như thế ấy. Cho nên nếu mà bây giờ mình dạy trong nhóm kín thì nó sẽ không bị lag đâu. Cô đã thử rồi, cô đã dạy đối với 2K5 rồi. 2K5 học trong nhóm kín các bạn không bị lag tí nào cả. Các bạn học hành vô tư luôn, không lag tí nào cả. Đấy. Câu 3. Câu 3 có thấy rất nhiều bạn đã chọn đáp án là A đúng không? 3 rất nhiều bạn chọn đáp án là A. Đấy, do hôm nay mình mạnh mạnh đã thu hiền. À, đã tìm được lý do rồi. Các bạn mà để ý nhá, ở trong các buổi học của mình ấy, bạn có Facebook là Nguyễn Thu Hiền ấy, cứ hôm nào mà mạng nhà bạn ấy mạnh là tất cả mọi người đều bị lag. Nhưng mà hôm nào mạng nhà bạn ấy lag, bạn ấy không học được ấy, tức là tất cả mọi người đều học được. Đấy, chứng tỏ là cái vía bạn ấy rất là nặng, đúng không? Bạn đi vào học phát là mọi người không học được. Rồi, hôm nay Thu Hiền học được cho nên là các bạn khác chịu khó nhá. Ở đây thì mình có là F bằng trừ cả x cho nên là mình phải chọn đấy nhỉ. B này tỷ lệ với bình phương biên độ thì nó sai đúng không? Sai chữ bình phương. Câu C không đổi. Đấy, nếu mà nói là không đổi là sai rồi, bởi vì là cái độ lớn của nó ấy, thì nó phụ thuộc vào x, mà cái x của mình là nó theo hàm cốt đúng không? Hàm cốt là hàm sin. Cho nên là ở đây thì mà không đổi là không đúng rồi. Chưa? Cái này bảo là hướng không đổi là sai. Vì sao? Hồi buổi hôm trước cô đã dạy các em rồi đúng không? F thì bằng trừ cả x. Vậy bây giờ mình xét như này. Đây là vị trí điểm 0 nhá. Ở nửa bên phải của cái đường nét đất ấy, thì x nó sẽ dương. X dương thì f trừ cái x, f âm. F âm thì f phải ngược với cái chiều dương mà mình đã chọn đúng không? F ngược chiều dương cho nên f như này. Đấy, ngược chiều dương. Được chưa? Còn ở nửa bên trái thì f nó thế nào? Thì x nó âm đúng không? X nó trừ a. Cho đến 0 cho nó âm. X âm thì âm âm này thành dương. Lực nó dương, vậy thì nó sẽ phải cùng chiều với chiều dương. Đây nó như này. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hướng nó sẽ luôn hướng về vị trí cân bằng. Được chưa? Nó luôn hướng về vị trí cân bằng. Mình có thể dựa trên cái độ lớn của nó để mình ra. Vậy thì bây giờ mà bảo là luôn có hướng không đổi là sai rồi. Mình phải chọn câu 3 là A. Câu 4. Câu 4 rất là dễ luôn. Vật dao động điều hòa x bằng 1 cộng 5 cốt của 5 cốt omega t cộng phi. Thì người ta hỏi chúng ta đó là vị trí cân bằng tại đâu. Đấy, câu này vị trí cân bằng tại đâu. Vậy thì bây giờ mình nhớ lại nhá. Vị trí cân bằng thì là cái vị trí như thế nào? Tổng hợp các lực tác dụng lên vật. Bằng không, đúng không? Bạn bảo gió phây không phải gió mạng đâu. Ừ, ok. Rồi các bạn, comment thử cho cô xem nào.
Câu này nó là trong đề thi của năm 2013. Năm 2013 nhá. Bây giờ thì đơn giản thôi. Lực vị trí cân bằng bình thường thì mình sẽ thay vị trí cân bằng là vị trí mà có pha dao động là bao nhiêu. Và bây giờ thì mình cứ thay pha dao động bằng cái đấy vào. Được chưa? Rồi các bạn comment đáp án mà cũng không đọc được luôn, mạng nó quá lag. Đọc được. Lag quá không đọc được luôn. Ở đây đã thấy các bạn chọn rồi. 4B ạ, lag quá. Ừ, nó mạng bị lag bởi vì là chắc là tại cáp nó đang. Ui, sorry, sorry, cô lại để cái này. Cái cáp ấy, cáp ở trên nó đang bị lỗi. Giờ các em mà để ý nhé, nếu mà các em vào những cái trang ví dụ chơi game, các em vào YouTube các thứ, nó đều bị lỗi như này đúng không? Cho nên bây giờ mình học mình chịu khó. Ở đây thì mình thấy rằng là vị trí cân bằng của vật thì mình thay cái pha bằng bao nhiêu? Thay cái pha bằng cộng trừ pi trên 2 vào. Thì mình thấy là cos của cộng trừ pi trên 2 bằng 0. Thay vào x nó sẽ bằng 1 đúng không? Cho nên 4B là rất chính xác nha. Có rất nhiều bạn đã chọn đáp án 4B. Chính xác. Thu Hiền, bạn Nguyên, bạn Ánh. Đấy, rất nhiều bạn đã chọn 4B chính xác luôn. Tiếp theo, tiếp theo. Mạng nó hơi lag một tí, nhưng mà không sao. Mình sẽ cố gắng học được, đúng không? Câu tiếp theo này, câu số 5. Câu số 5 của chúng ta như sau. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và ly độ là một. A, đường thẳng dốc xuống. B, đường thẳng dốc lên. C, đường elip và D, đường hình sin. Thì câu này hôm trước thì cô cũng đã làm một lần cùng với các em rồi đúng không? Hôm nay thì cô hỏi lại một lần nữa xem là các bạn có nhớ được hay không. Câu này thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái biểu thức không? Để chúng ta xem là cái sự phụ thuộc nó như thế nào. Sự phụ thuộc nó như nào. Câu 4 rất nhiều bạn chọn 4B rồi này. Ở đây thì chúng ta có rằng là đồ thị biểu diễn lực kéo về và ly độ đúng không? Vậy thì bây giờ mình đang muốn tìm xem là cái đồ thị biểu diễn giữa lực kéo về. Đấy, lực kéo về là cái F kéo về. Và ly độ của mình là x. Vậy thì chúng ta vừa nói cái biểu thức liên hệ là gì nhỉ? F kéo về thì bằng trừ k nhân x đúng không? Trừ kx. Vậy thì ở đây mình sẽ thấy rằng là vì k nó là một cái số, cái hằng số. Cho nên cái này thì nó có giống cái dạng là y bằng trừ y bằng trừ trừ kx đi, trừ kx như này. Đấy, trừ kx như này. Được chưa? Trừ kx như này. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây thì nó mình thấy nó phải là một dạng đường thẳng đúng không? Thế nên mình dễ dàng mình loại được elip với cả đường hình sin rồi. Thế bây giờ là dốc lên hay là dốc xuống? Đấy, vậy thì là dốc lên hay là dốc xuống? Là mình sẽ chọn xem là dốc lên hay dốc xuống đây. À, đã có rất nhiều bạn chọn đáp án rồi. B ạ. Ok, B là chính xác nha. Ở đây thì cô xin lỗi, đây là dốc xuống. A mới là chính xác. Bạn đã chọn dốc lên là chưa được, được chưa? Ở đây thì mình sẽ thấy rằng là dốc lên, dốc xuống thì mình dựa vào gì? Đây, nhìn vào như này. Như này. Thôi mình chưa biết là dốc lên hay dốc xuống thì mình cứ vẽ cái hình ra. Thì chờ đây là dốc lên. Và đây thì sẽ là dốc xuống. X và đây là F kéo về. F kéo về. Đây là X, đây là dốc lên. Đối với đáp án dốc lên. Nhá, còn đây là gì? Đây là dốc xuống, đúng không? Giống như bây giờ chúng ta đi xe, đi từ đây xuống, dốc xuống, đi từ đây, dốc lên, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là góc 0 này, 0 này. Đó. Chúng ta thấy rằng là đối với cái đường nếu mà chúng ta bảo là dốc lên ấy, thì chứng tỏ là nếu chúng ta xét một điểm ở trên này thì f và x nó sẽ cùng cùng dấu. Đúng không? Nhưng mà mình nhìn vào đây, f thì còn trừ cả x cho nên f và x thì lúc nào cũng phải ngược dấu với nhau. Vậy cho nên bây giờ mình sẽ nhìn cái đường này nếu mà cùng dấu là không được rồi. Không chọn đúng không? Không chọn hình này. Không thể chọn hình này được. Bây giờ dốc xuống thì chúng ta sẽ thấy rằng là
F nó nếu mà chúng ta xét một điểm trên cái đồ thị này, nhìn lên đây, F dương nhưng X âm, vậy là trái dấu với nhau, thỏa mãn chưa? Được rồi, đúng không? Vậy thì câu này chúng ta phải chọn là dốc xuống nhá, dốc xuống. Câu 5 phải chọn là A. Được chưa? Câu 5 phải chọn là A nhá. Nào câu 6, câu 6 thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây các em ơi? Dại rồi. Đọc đề ngu rồi. Rất nhiều bạn đã bị lừa câu này. Đúng không? Thực hiện đi bạn ha ha. Ô cô không đọc được. Bạn ấy vừa bảo là sai thì thế nào đấy. Nói cho cô biết xem nào. Để cô học với nào. Chắc chắn là lại cá cược gì đấy. Sai thì thế nọ, sai thì thế kia đúng không? Thực hiện nhớ quay clip nhé. Câu 6. Khi một vật dao động điều hòa thì A. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. B. Gia tốc có độ lớn cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. C. Lực kéo về tác dụng có độ lớn cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. Và D. Lực kéo về tác dụng lên vật có tỷ lệ bình phương với biên độ. Thì chắc chắn là mình từ biểu thức trên F bằng trừ cả x thì mình không thể nào mà mình chọn được cái đáp án đó là bình phương biên độ được rồi, đúng không? Bởi vì F bằng trừ cả x, cho nên độ lớn thì nó chỉ tỷ lệ với cái tỷ cùng lắm là tỷ lệ với biên độ thôi, chứ làm gì có cái bình phương nào, đúng không? Đấy, rồi tiếp theo nhìn đến câu ABC. Nhìn đến câu ABC à, 6A. 6A bạn Nguyên, bạn Luật. Bây giờ nhiều nhiều comment quá nó trôi á, nên là cô cũng chỉ đọc được một số cái comment thôi. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là vị trí cân bằng thì mình thấy ngay vận tốc của vật có giá trị cực đại đúng không? Còn bây giờ mình nhìn gia tốc nha, A bằng trừ omega bình x thì chắc chắn là không thể nào mà cực đại tại vị trí cân bằng được. Lực kéo về thì lực kéo về bằng trừ ca x, thì vị trí cân bằng là cái vị trí mà thông thường ấy, thông thường nếu như mà x bằng a cos omega t cộng phi ấy thì thường vị trí cân bằng sẽ là vị trí x min và thường nó bằng không đúng không, thường bằng không, cho nên là không thể nào mà cái a và cái f nó cực đại được, mình phải chọn đáp án 6A. Câu số 7 rất là dễ. Nào, câu số 7, câu số 8, câu số 9. Các em ơi cứ bình luận một phát cả mấy câu luôn đi. Cả bình luận cả ba câu luôn đi. Cứ bình luận từng lẻ lẻ câu, cô đọc comment của các bạn cô. Kiểu cũng khó ấy. Bởi vì bây giờ để mà đọc xong rồi nó lại sang đến câu tiếp theo luôn. Câu số 7, một vật dao động điều hòa. Mỗi chu kỳ vật đi qua vị trí cân bằng mấy lần? Ôi dồi, câu này bạn nào mà học vòng tròn lượng giác rồi thì không thể nào mà chọn sai được cái câu này, đúng không? Học vòng tròn lượng giác rồi thì cô vẽ cái hình vòng tròn lượng giác cho các bạn là các bạn nhớ ngay được ngay. Chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái vòng tròn lượng giác của mình như này. Đấy. Đây là trục OX, đúng không? Và vị trí cân bằng là những vị trí như này. Thì cô bảo là trên vòng tròn lượng giác thì sẽ có mấy vị trí cân bằng? Chỉ có hai vị trí cân bằng thôi, đúng không? Biên dương đây, biên âm đây. Và một vị trí mà có x bất kỳ, x bất kỳ nhá, ví dụ như x bằng a trên 2 thì chúng ta gióng sẽ có 2. Được chưa? Được chưa? Vậy cho nên là cũng giống như vậy, vị trí cân bằng sẽ là đi qua 2 lần. Đi một chu kỳ tức là nó đi hết một vòng tròn, thì các em thấy rằng là đi một vòng tròn thì nó chỉ đi qua vị trí cân bằng có 2 lần thôi, đúng không? Câu 7 phải chọn là D. Câu 8 mình chữa nhanh một chút bởi vì là không là mình sẽ như hôm trước mình chữa chỉ được có 30 câu mà mất tận 2 tiếng. Đúng không? Chữa nhanh một chút nha. À đây 7D. Liệu nay nổi 50 câu không cô? Nổi. Em bây giờ cô chữa nhanh lên thì xong hết. Tại cô vừa chữa cô vừa nhắc lại cho các bạn, cho nên là nó sẽ bị lâu một tí. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây về vận tốc trong dao động điều hòa là sai? Ở biên âm hoặc biên dương thì có giá trị bằng 0. Đúng hay sai câu này? Đúng, đúng không? Biên âm hoặc biên dương thì có giá trị bằng 0. B. Ở vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại. Ôi dồi ôi, vừa câu trên mình bảo là ở vị trí cân bằng thì có cực đại đúng không? Vừa câu 6 có cực đại đúng không? Đúng, vậy cho nên câu B đúng. Câu C. Ở vị trí cân bằng thì tốc độ bằng 0. Mình thấy ngay rằng là câu B và câu C đã đá nhau rồi, đã oánh nhau rồi. Vậy cho nên là câu C thì mình sẽ chọn là đáp án sai, đúng không? Câu 8 chọn đáp án sai này. Đấy, mình sẽ chọn đáp án là C nha. Và câu 9 là câu D, à câu D này.
Giá trị vận tốc âm hay dương tùy thuộc vào chiều chuyển động. Thì đúng, đúng không? Tất nhiên là đúng rồi. Tùy thuộc vào chiều chuyển động thì câu này là một câu đúng, nhưng mình lại không chọn. Vì sao? Bởi vì đề bài người ta lại yêu cầu mình chọn đáp án sai. Được chưa? Câu số 9 này. Câu số 9, một vật dao động điều hòa quanh trên trục OX quanh vị trí cân bằng. Ô, viết tâm gia tốc của vật. A này, có độ lớn tỷ lệ thuận với độ lớn ly độ của vật. B, có độ lớn tỷ lệ thuận có độ lớn tỷ lệ nghịch với tốc độ của vật. C, luôn hướng ngược chiều chuyển động của vật. Và D, luôn hướng theo chiều chuyển động của vật. Vậy thì câu này mình sẽ chọn đáp án gì đây? Câu này là câu số 17 trong năm 2017. Đấy, câu 17 trong 2017. Câu 17 thì chúng ta chia 4 ra. Thì câu này là câu ở cái mức 4,25. Tức là vẫn ở mức nhận biết thôi. Cũng chưa có gì thông hiểu là vận dụng gì. Đúng không? Vẫn là ở cái mức thông nhận biết với cả thông hiểu thôi, không phải vận dụng hay là vận động cao. Đúng không? Nhận biết thông hiểu thôi, chưa có gì khó khăn cả. Câu 8, anh Chu chọn 8C. Các bạn đang chọn đáp án cho cô rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là câu này, câu số 9 này. Đây, mạng hơi lag, em thỉnh thoảng cô mới đọc được comment của các em. Đấy, thỉnh thoảng lại phải load lại trang mới đọc được comment, nhưng mà các bạn cứ đọc đi nhá. Cứ comment đi nhá, cô sẽ đọc được hết. Đây, chúng ta sẽ thấy rằng là cái gia tốc mà liên hệ với ly độ ấy thì nó sẽ là A bằng trừ omega bình x. Vậy thì độ lớn của A có phải tỷ lệ thuận với độ lớn của x không? Có, đúng không? Câu B ấy, người ta bảo là tỷ lệ nghịch với tốc độ của vật thì không phải là tỷ lệ nghịch với tốc độ của vật nhá. Mà khi tốc độ tăng, tốc độ có độ lớn tăng thì gia tốc giảm, nhưng mà không phải là tỷ lệ nghịch. Chứ không phải tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch phải thế nào? Tỷ lệ nghịch phải là y bằng 1 trên x thế này thôi thì mới gọi là tỷ lệ nghịch, được chưa? Còn nếu mà A tăng thì V giảm thì không gọi là tỷ lệ nghịch. Và câu này chúng ta phải chọn 9. Câu 9 lại chọn D. Luôn hướng theo chiều chuyển động của vật là không đúng. Ở đây em nhìn này nhá, chiều chuyển động của vật thì cô vừa nói. Giờ câu 9 mà chọn D là không đúng đâu nhá. Chiều chuyển động của vật thì cô bảo là phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào dấu của V. Phụ thuộc vào dấu của V. Đúng không? Phụ thuộc vào dấu của V. Mà cái vòng tròn lượng giác cô vừa vẽ xong. Vừa vẽ xong. A này thì âm, V này thì âm. Đúng không? A này thì dương, V này thì âm. A dương, V dương. A âm, V dương. Đúng không? Vậy thì mình nhìn thấy rằng là khi mà vật ở cái vòng tròn lượng giác ở cái góc phần tư này và cái góc phần tư này, thì các em thấy rằng là A dương V âm ngược chiều, đúng không? Ngược chiều chuyển động. A âm V dương ngược chiều chuyển động. Đấy, vậy cho nên ở góc phần tư, hai góc phần tư này thì nó ngược chiều chuyển động. Nhưng ở hai góc phần tư này thì nó thế nào? Nó cùng chiều chuyển động. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn đáp án là hai đáp án CD đều loại hết, B loại nốt, chúng ta phải chọn đáp án là A, có độ lớn tỷ lệ thuận với độ lớn ly độ của vật. Câu 9 là A chứ, đúng không? Chờ, câu 9 phải chọn A chứ. Tiếp theo nha, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo là câu số 10. Sao mà giờ nó bay luôn live stream, cô không nhìn được cái live stream luôn ấy. Rồi, tiếp theo. Chúng ta đến với câu số 10 nha. Câu số 10 lại là một câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, 2017. 2017 hỏi về dao động cực kỳ nhiều. Nếu mà các bạn đọc đề 2017 ấy, thì sẽ thấy nó hỏi về dao động rất là nhiều luôn. Cực kỳ nhiều luôn. Đấy, cho nên là mình có thể là mình nếu mà mình muốn luyện tập về cái hay về cái dao động ấy, mình có thể là mở cái đề 2017 ra nhá. 2017 này. Ở đây thì câu này rất là dễ và câu này cũng đã đăng lên trên fanpage một lần rồi, đúng không? Câu 9 các bạn chọn D nhiều thế. Câu 9, hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số ngược pha nhau. Ngược pha nhau thì có cái biên độ tổng hợp là gì?
Đấy, có biên độ tổng hợp là gì? A1 cộng A2, B trị tuyệt đối của A1 bình cộng, trừ A2 bình, C trị tuyệt đối của A1 trừ A2 và D A1 trừ A2. Đúng không? Vậy thì câu này chúng ta phải chọn đáp án gì đây? Câu 9 chọn D nhiều thế. Ôi dồi ôi. Thì chứng tỏ là lý thuyết là chưa chắc đâu các em nhá. Câu 9 cô đã lý giải lý do vì sao chúng ta phải chọn đáp án A rồi đấy. Đừng chọn đáp án D, đừng chọn CD nhá. CD thì nó giống nhau. Nó cũng một kiểu mà hai đáp án đấy mình đều không chọn. Nhiều bạn thì cứ thấy là hai đáp án ngược nhau ấy thì mình sẽ chọn bừa một trong hai đáp án đấy. Tuy nhiên là đôi khi đấy là cái bẫy của cái người ra đề để cho các em là cứ chọn đáp án C hoặc D đúng không? Nhiều bạn là cứ chọn 9C, 9D. Vậy thấy là vừa cô bảo 9D sai đấy các bạn, chuyển ngay sang chọn 9C. Mà thực ra không phải, đấy là cái bẫy thôi. Đấy, đề thi đại học nó có rất nhiều cái bẫy như này. Cho nên là phải thật tỉnh táo nhá. Thật tỉnh táo làm bài 10D hay C 10D. Ai nhiều môn cùng một lúc. 10 đương nhiên là không thể chọn D được. 10 phải chọn C. Lý do vì sao mình không chọn D? Mặc dù thấy rằng câu C và câu D nó giống nhau. Mà đây chúng ta thấy rằng là A ấy, cái biên độ ấy thì mình có cái điều kiện đó là nó phải dương. Đúng không? A phải dương. Vậy thì nếu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như A1 nhỏ hơn A2? Thì làm nào để cho A nó dương? Thì mình phải có trị tuyệt đối đúng không? Cho nên là mình chả biết được A1 là lớn hơn A2 hay A1 nhỏ hơn A2. Mình cứ cho trị tuyệt đối vào đảm bảo là cái A nó sẽ dương. Vậy thì ở đây mình không thể nào chọn đáp án D được. Được chưa? Không thể nào chọn đáp án D được nhá. Câu 11. Câu 11. Chọn câu đúng một vật dao động điều hòa từ vị trí cân bằng đến từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì đấy, vậy thì câu này để mà làm cái này thì chúng ta phải vẽ lại vòng tròn lượng giác vừa nãy cô vừa vẽ đúng không? Vừa nãy cô vừa vẽ. Vị trí cân bằng đến biên âm. Đấy, cô vừa vẽ này. A này âm này. A này âm này. A dương này. A dương này. V này âm này. V này âm này. V ở dưới thì dương này. V dương này. Vậy thì bây giờ mình nhìn nha, vị đây là biên âm này. Đây là vị trí cân bằng này. Vậy thì từ vị trí cân bằng đến biên âm, chúng ta sẽ thấy rằng là A dương, V âm. Đọc vào đây. A vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm, loại. Độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng, chả biết đúng hay sai. Vận tốc ngược chiều với gia tốc. A thấy một cái âm, một cái dương, đúng. Và câu D, độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm, loại. Không biết, không phải là cùng tăng cùng giảm nhá. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gia tốc tại biên thì nó lớn nhất, nhưng vận tốc tại biên thì nó nhỏ nhất. Vậy thì chúng ta thấy đó là gia tốc và vận tốc thì không bao giờ cùng tăng cùng giảm. Được chưa? Gia tốc và ly độ thì có thể là độ lớn cùng tăng cùng giảm. Độ lớn nhá, độ lớn thôi nha, không phải là giá trị nhá. Độ lớn của gia tốc và ly độ thì có thể cùng tăng cùng giảm. Nhưng độ lớn và của gia tốc và vận tốc thì không thể nào cùng tăng cùng giảm được. Bởi vì gia tốc thì sớm pha hơn vận tốc pi trên 2. Được chưa? Gia tốc sớm pha hơn vận tốc pi trên 2. Cho nên là không thể nào cùng tăng cùng giảm được. Vậy câu này mình phải chọn đáp án là D. Gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau. Được chưa? Gia tốc và vận tốc ngược chiều nhau. Để cho bạn xem đề nha. Đến tiếp câu 12. Bây giờ mình đã mất 40 phút kể từ lúc bắt đầu học rồi. Cho nên mình phải tăng tốc các em ơi. Câu này là mình đã quen quen với kiểu làm rồi đúng không? Cho nên là mình có thể là tăng tốc lên. Tăng tốc lên nhá. Các em ơi, giúp cô này. Ấn like này. Chia sẻ về thường nhà để mai học tiếp. Nếu như bây giờ mạng lag hoặc là các em phải học môn khác, hoặc là các em cảm thấy là mình có câu này chưa hiểu câu kia, mình vội vàng mình chưa ngẫm ra, thì mình phải chia sẻ về thường nhà để mai xem lại cô nói, để mà mai xem là có ngẫm ra hay không. Được chưa? Và tiếp theo đó là các em comment nha, comment đáp án để cô chỉ xem là cái lỗi sai của em là ở đâu, thì mình biết lỗi sai của mình. Được chưa? Biết cái lỗi sai của mình. Biết cái lỗi sai của mình. 11D biên độ không âm. Ok. Câu 12. Bạn Phi Tuyết này, anh Chu Luật này. Biên độ không âm ok, 11D. Chuẩn, 11D chuẩn, 12.
12 ở đây người ta cho 12 là một câu đồ thị đúng không? Lại là câu 17. Lại là câu ở mức 4,25 điểm. Vẫn là 2017 nhưng khác mã đề. Các em thấy rằng là các cái mã đề ấy, thì những cái câu mà tương ứng với nhau thì nó sẽ có độ khó tương đương nhau. Ở đây thì chúng ta có đồ thị. Và cái này thì buổi mà học về đồ thị ấy, cô đã dạy các em rồi đúng không? Chúng ta đọc đồ thị như nào? Chúng ta phải chọn ra hai cái điểm đặc biệt. Ở đây thì cô chọn luôn là cái điểm T bằng 0. Và cái điểm đặc biệt thứ hai thì đề bài người ta cho mỗi cái điểm biết. À, cái điểm đặc biệt là điểm gì? Điểm đặc biệt là cái điểm biết cả giá trị về X và cái giá trị về T. Được chưa? Vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái câu này, trong cái đồ thị này, người ta cho mỗi hai, cho mỗi cái 0,2 thì mình phải tìm một cái điểm đặc biệt nữa, đấy là cái điểm T bằng 0. Đây. Được chưa? Hai cái điểm đặc biệt này, điểm 0,0 và điểm X bằng 0, T bằng 0,2. Thì mình thấy rằng là từ 0 cho đến 0,2 nó đã đi được một cái cung, một cái cung uốn uốn như này. Vậy tức là từ 0 đến T từ 0 đến T trên đến 0,2 nó là T trên 2. Vậy thì chúng ta suy ra được T sẽ bằng 0,4 giây, đúng không? T bằng 0,4 giây. Thì mình dễ dàng mình suy ra được. Ở đây đề bài người ta lại hỏi là tần số góc là bao nhiêu cơ. Tức là người ta hỏi cái omega mình bằng bao nhiêu, đúng không? Thì mình có là omega thì bằng 2pi trên T. Omega bằng 2pi trên T. 2pi chia 0,2 bằng 10pi, đúng không? 10pi. Vậy thì mình phải chọn đáp án là D. Cực kỳ dễ luôn. Bạn nào mà biết làm ấy thì câu này có thể nhẩm trong đầu được cái đoạn này. Bởi vì cô giảng cho các em nên là cô phải giảng chi tiết thôi. Chứ nếu mà cô vào phòng thi nhá, cô nhẩm nhẩm lát ra ngay, cô chỉ bấm máy tính thôi. Cô không viết một tí gì vào đề thi, không viết một tí gì ra nháp cả. Đấy, mình làm quen rồi. Mình làm nó quen thuộc rồi thì mình sẽ thấy là nó không có vấn đề gì khó khăn. Đúng không? Và mình có thể chọn được ngay đáp án cho câu này. Trời ơi, các em ơi. Tại sao lại chọn là 12C nhỉ? Cô xin lỗi, ui dồi ôi, cô bấm máy sai, cô bấm máy sai đúng không? 0,4, T bằng 0,4, 2pi trên 0,4, máy tính của cô vừa bấm sai. C là đúng, 12C là đúng nha. Ôi, cô vừa bấm máy sai đấy, khổ ghê. Vừa bấm máy lại bị nhìn lộn, nhìn nhầm cái phím ở trên này. Đấy, phải chia cho 0,4 đúng không? Đây này, 2pi mà chia cho 0,4. Thì mình chia lại nha. Hoặc là máy tính của cô nó bị dở. Phải mua máy tính mới thôi. 5pi, ok, chọn đáp án C. Chuẩn rồi, 12C chuẩn. Tiếp đến 13. 12C nhá. Sorry. 12C này, 13 này. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng 5 cos của 5pi t trừ pi trên 3. Kể từ t bằng 0, thời điểm x bằng trừ 2,5 lần thứ 2017 là... Các em thấy rằng là đề năm 2017. Thì người ta hỏi lần thứ 2017. Rất có thể là đề năm 2022. Người ta hỏi đúng không như này. Nhưng người ta thay đổi là lần thứ 2022. Thì các em có làm được không? Có. Hoàn toàn là làm được. Không vấn đề gì cả. Làm được hết. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái dạng này thì cũng dạy rồi đúng không? 2017 là số lẻ. Đây. Cái này cô dạy rồi đúng không? 2017 là số lẻ. Vậy thì chúng ta sẽ tách như thế nào? Chúng ta sẽ tách 2017 thành 1 và cộng thêm 2 nhân với n. Đúng không? Vậy thì rất dễ thôi, chúng ta lấy 2017. Các em lấy 2017. Các em trừ đi 1. Xong các em chia cho 2. Thì các em sẽ thu được là cái n này của mình bằng 1008. Vậy thì sẽ là được 1 cộng với 2 nhân 1008. Thì mình biết rằng là cái này chỉ có cái lần đầu tiên ấy là nó chuyển động không có quy luật. Đúng không? Chỉ có lần đầu tiên là nó chuyển động không có quy luật thôi. Còn cái lần kể từ lần thứ 2 cho đến lần thứ 2017, tức là 2016 lần sau thì nó có quy luật. Và cứ mỗi chu kỳ thì nó chuyển động, nó đi qua ở vị trí x bằng trừ 2,5cm 2 lần, đúng không? Một chu kỳ đi qua 2 lần. Như cô vừa nói ở trên ấy, mình vẽ vòng tròn lượng giác ra, mình thấy có một vị trí thì nó sẽ có 2 điểm trên vòng tròn lượng giác ứng với cái vị trí x như vậy. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là như này thì nó hết 1008 chu kỳ. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần tìm cái khoảng thời gian đặc biệt lẻ này.
bằng hỏi chấm là ra. Bây giờ vẽ vòng tròn lượng giác nha. Bạn nào học cái buổi này của cô rồi, cô dạy rồi nha, các bạn có thể tìm lại trên trên cái phần video của cô ấy, video ấy. Đấy. Mình tìm lại nha, bắt đầu x bằng 0. À đây là 0. Biên dương là 5. Biên 5 là trừ 5 đúng không? Pha ban đầu là trừ pi trên 3. Trừ pi trên 3 thì cô dạy cái buổi cách sử dụng vòng tròn lượng giác rồi đúng không? Mình muốn tìm vị trí cái pha ứng với x, à cái muốn tìm cái pha là trừ pi trên 3. Thì mình làm gì? Mình thay t bằng 0 vào đây. Tìm vị trí thời điểm ban đầu đúng không? Vậy thì mình sẽ có là 5 nhân cốt của, để cô đổi về radian đã. 5 nhân cốt của pi trên 3. Để làm gì để mình tìm cái vị trí ban đầu? Thì nó là 5 phần 2. 5 phần 2 thì các em thấy rằng là nó nằm giữa giữa 0 và 5. Nhưng mà cái pha của mình nó lại là gốc âm. Cho nên đây sẽ là vị trí ban đầu của chúng ta. 2,5. Và đến cái vị trí chúng ta cần tìm đó là vị trí x bằng trừ 2,5 cm. Trừ 2,5 thì nó nằm giữa 0 và trừ 5. Đúng không? Cho nên nó sẽ có hai vị trí như này. Nhưng mà chắc chắn là lần đầu tiên mà nó quay đến đây thì chắc chắn là vị trí này rồi. Đúng không? Bởi vì theo chiều quay ấy, chúng ta thấy rằng là chiều quay của vector thì nó sẽ ngược với chiều kim đồng hồ. Cho nên theo chiều quay thì chắc chắn nó sẽ gặp cái vị trí này trước. Cho nên đây là vị trí lần đầu tiên. Vậy thì bây giờ các bạn tìm cho cô cái góc quay này xem là nó bằng bao nhiêu. Góc quay nó bằng bao nhiêu? Thì rất là dễ thôi đúng không? Chúng ta bấm shift zone để chúng ta tìm xem. À góc này là góc trừ pi trên 3. Thì mình biết là độ lớn nó là pi trên 3. Vậy thì mình bấm shift zone để mình tìm xem cái góc này. Cái góc này nó bằng bao nhiêu? Đúng không? Giờ các bạn bấm trừ 2,5 chia cho biên độ là 5. Xong các bạn bấm shift code. Shift code của trừ 2,5 phần 5. Thì các bạn sẽ ra được cái góc này. Cái góc từ đây hợp với OX này. Nó có độ lớn là 2 pi trên 3. Vậy thì độ lớn của cả cái góc quét từ vị trí ban đầu t bằng 0 cho đến vị trí lần 1 thì nó là pi, đúng không? Cho nên là góc quét của chúng ta. Cái này thì phải bạn nào phải học cái buổi đó là tìm cái khoảng thời gian vật đi đến số lần ấy thì các bạn mới hiểu được nhá. Góc quét từ thời điểm ban đầu cho đến lần 1 bằng pi. Được chưa? Góc quét bằng pi. Vậy thì chúng ta dễ dàng tìm được ra thời gian. Cái thời gian lẻ gamma nhỏ này bằng delta phi chia omega bằng pi chia omega là 5 pi 0,2 giây. Đấy, 0,2 giây. Tức là cộng thêm 1008 nhân với chu kỳ. Chu kỳ là 2 pi chia omega là 5 pi. Thì chúng ta sẽ ra được đáp án ngay cho cái câu này. Đúng không? À, 2 pi mà chúng ta chia cho 5 pi. Các bạn bấm cùng cô luôn nhé. Trong lúc mà cô bấm thì các bạn bấm cùng cô luôn. 2 pi trên 5 pi thì bằng 0,4. Xong rồi chúng ta nhân với 1008 thì các bạn ra được cái phần này là 4003,2 cộng thêm 0,25 kia thì bạn ra được là 4 đây đúng không? Pi mà chia 0,25 cộng với 0,2 giây. Cô viết này lại tưởng mình cộng 0,25 giây. 0,2 giây khổ ghê. Tự mình viết chữ S mà mình lại tưởng số 5. Đấy, chứng tỏ là viết xấu nó cũng có một cái thiệt đấy các em ạ. Cộng với 0,2 đúng không? Thì mình ra được là 403,4 giây. Chứ là dễ dàng ra được 403,4 giây. Cái này nó là 403,2 này. Cộng thêm 0,2 thì ra 403,4. Có hiểu hết cách làm của cái câu này không nhỉ? Hiểu hết cách làm câu này không? Câu này nha, các em thấy ngay đây là câu 35. Câu 35 là mức bao nhiêu điểm đây? Chia cho 4. Nó là mức 8,75 điểm. Các bạn nào một mục tiêu 9 cộng ấy là phải làm được cái câu này. Chưa? Phải làm được câu này. Bắt buộc phải làm được câu này. Đấy. Ok. Bạn Luật sau một thời gian học cô đã tỉnh táo và làm được cái dạng này rất là đơn giản. Đúng không? Câu này rất đơn giản thôi. Câu này là câu 8,75 điểm đấy. Em thấy đơn giản không? Cô làm vèo vèo có vài giây ra ngay.
Thế cho nên là 8,75 điểm lý nó không hề khó như các em tưởng. Nhưng cái khó đó là chúng ta không được sai những câu dễ, không được sai những câu lý thuyết. Bởi vì trong vật lý ấy, thì cô đã dạy, cô đã luyện cho các bạn luyện từ năm 2 đại học, tức là bây giờ là 4 năm rồi. Thì cô thấy rằng là cái lỗi sai nhiều nhất của các em đó là các em bị nhầm những câu lý thuyết. Đấy, rất là khó. Đúng không? Bây giờ làm những câu này thì cô chỉ cho cách làm. Đấy, bạn Luật bạn ấy học cái buổi này rồi, cho nên bạn ấy biết làm cái này. Cái này mà bạn nào mà chưa biết cách làm ấy thì xem lại ngay cái like số mấy à? Cô nhớ hình như số 4 hay số 5 ấy. Đấy, bạn sẽ làm được ngay chỉ vài giây thôi. Đến lúc mà làm quen rồi vài giây thôi là ra. Tiếp theo là câu số 14 nào. Câu số 14 nào các em ơi. Nào, tác bạn bè vào giúp cô nhá. Câu 14 nào. Câu 14 mình chọn đáp án gì đây? Em tách thế này cơ, cộng t trên 2 ư thì cũng được, có gì đâu. Cộng t trên 2 thì nó vẫn thế. Chẳng qua là cô trình bày chi tiết ra cho các bạn hiểu thôi. Rồi câu số 14. Câu số 14 của mình thì là câu số 1, đúng không? Câu này mà không làm được thì thôi. Cô dao động điều hòa với phương trình A bằng cos, à, x bằng A cos omega t cộng phi với omega lớn hơn 0, tần số gốc của dao động là. Câu này nha, nếu mà để bốn đáp án như thế này ấy, thì nó chỉ xứng đáng là câu 1. Nhưng nếu mà nó có thêm cái đáp án là E, ví dụ cô là người ra đề nhé, cô đảm bảo là cô sẽ lừa các em là như này. Đáp án E là chữ F. Vì sao? Ở đương nhiên là cô không phải là người ra đề. Được chưa? Nhưng nếu cô là người ra đề, cô sẽ cho thêm các em đáp án này. Thay vì đáp án X hay là đáp án phi hay là đáp án A thì cô sẽ cho đáp án là F. Vì sao rất nhiều bạn đọc cái đề ấy thì cô nghĩ là tần số gốc. Cứ nhìn là cái từ tần số là các bạn mặc định trong đầu là chữ F. Nhưng tần số gốc nó lại là cái gì? Lại là omega cơ. Chứ nó không phải là F. Tần số thì ok là F. Nhưng tần số gốc thì phải là omega. Đúng không? Cho nên câu này không bạn nào được sai. Chắc là cái người ra đề thì kiểu người ta cũng thương các em ấy. Cho nên người ta cho luôn đáp án dễ như này. Câu 1 mà. Câu 1 thì là câu để kiểu gỡ điểm thôi. Câu 15. Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Hai dao động này ngược pha nhau khi độ lệch pha bằng bao nhiêu? Câu này rất là dễ. Đúng không? Ngược pha khi nào? Chúng ta thấy rằng là ngược pha khi mà thế này. Khi mà anh ở đầu sông em ở cuối sông, đúng không? Một thằng ở vị trí biên dương, còn một thằng ở vị trí biên âm thì mình gọi là ngược pha. Vậy thì cái góc lệch giữa cái này là bao nhiêu? Pi, đúng không? Hay là góc lệch là 3 pi thì có thế được không? Có, vẫn anh ở đầu sông em ở cuối sông, đúng không? Vậy thì ở đây, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là 3 pi, 5 pi, 7 pi túm lại là những số lẻ pi thì sẽ là ngược pha, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Rất nhiều bạn là cái năm đấy rất nhiều bạn là cứ nghĩ là cứ pi là được, cứ nghĩ là pi là được thì xong các bạn lại chọn đáp án B. Nhưng đáp án B thì bị sao? Bị sai. Bởi nếu như cái n của cô bằng 2 thì 2n pi sẽ là lệch nhau 4 pi, thì lúc này 4 pi để lại quay lại là cùng pha, đúng không? Vậy thì phải lệch nhau những cái gốc lẻ pi. Lẻ pi thì mình phải chọn đáp án là 2n cộng 1 để mình thỏa mãn là đối với n bằng bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn lẻ, đúng không? Các bạn có thể thay vào n bằng 0 thì lệch nhau là 1 pi. Có ngược vào không? Có. N bằng 1, 2 nhân 1 là 2, cộng với 1 là 3. Lệch nhau 3 pi có ngược pha không? Có. Tương tự như vậy, đúng không? Vậy câu 15. Câu 15 là đáp án nào? Bạn Luật, bạn comment là câu 13 ấy. À, câu 35 mã 224 năm 2017 đấy, cái câu này. Bạn ý tưởng là ở mức 7 điểm. Bởi vì bạn ý làm bạn ý thấy dễ quá. Vì sao bạn ý học cô rồi? Chứ bạn ý mà chưa học xem. Đấy, bạn ý đã học cái buổi mà để tính toán những cái câu như này rồi. Cho nên bạn ý cảm thấy rất là đơn giản, đúng không? Nên các em và bạn nào mà vẫn còn yếu trong dao động ấy thì hãy đăng ký học của cô ngay nhá. Để cô có thể dạy được cho các em hết. Chứ không mà đến lúc mà qua Tết sát thi rồi bắt đầu mới cô ơi em mất gốc cô dạy lại em được không? Đến lúc đấy thì chỉ còn cái nịt em ạ. Chứ làm gì mà dạy được mất gốc mà qua Tết mới bắt đầu học ấy. Cô đảm bảo là các em chỉ được khoảng 7 điểm là cao. Còn không thì phải học ngày học đêm, học không ngủ, học không ăn. Thì mong may ra mới được mức 9 điểm. Chưa? Tiếp theo. Tiếp theo nha, câu 16. Câu 16 này.
Dao động tổng hợp này có pha ban đầu được tính theo công thức nào? Thì ở đây cô bảo là gì? Theo đúng nguyên tắc nha. Tang. Nó phải là tang. Và có cái nguyên tắc là gì? Sin trên cốt dưới. Cái này để mình đọc cho nó thuận miệng, cho mình dễ học thôi. Sin trên cốt dưới. Và góc nào thì góc nào thì biên độ nào góc đấy, đúng không? Biên độ nào góc đấy. Góc nào thì A đấy. Hoặc là A nào góc đấy cũng được, tùy các bạn. A nào góc đấy. Yeah, sin trên cốt dưới. Thì mình phải nhìn trong các cái đáp án này này. Ở trên đáp án câu A này. Cốt ở trên, sin ở dưới. Không đúng, đúng không? Không đúng, mình phải là sin trên cốt dưới. Ở đây người ta lại cho cốt trên sin dưới là sai. Rồi. Đáp án B, sin trên cốt dưới ok nhưng mà lại không thỏa mãn cái điều kiện là gì? Không thỏa mãn điều kiện là ở đây là cái dấu trừ. Chưa? Dấu trừ thì không được rồi, phải là dấu cộng. Được chưa? Đây ở đây mình loại nó đáp án B. Rất lừa nhé, rất lừa luôn. Thỏa mãn sin trên cốt dưới rồi nhưng mà lại là dấu trừ. Câu C. Sin A1 sin phi 1, A2 sin phi 2. A1 cốt phi 1, A2 cốt phi 2 chuẩn luôn. 16C luôn. Đúng không? 16C luôn chứ còn gì nữa. Đấy, quá dễ cho các em. Không còn gì dễ hơn, quá dễ luôn. Câu này không thể sai được. Đúng không? Câu này không thể sai được. Câu 17. Đấy, nhưng lên các em ơi, mình có 50 câu cơ. Mình vừa học, mình vừa ôn lại luôn lý thuyết cho nên... À, câu này bị trùng đúng không? Câu này bị trùng. Câu này mã... À, nhưng mà câu này người ta lại hỏi là... tưởng là trùng nhưng mà không trùng đâu nhá. Hai mã đề khác nhau. Kia là mã đề 203. Đây là mã đề 204. Đúng không? Cái câu 15 là mã đề 203 này. Là người ta hỏi dao động ngược pha. Còn câu 204 thì người ta lại hỏi là biên độ nhỏ nhất. Thì biên độ nhỏ nhất cũng khi nào? Nó chỉ là cách hỏi khác của câu của mã 203 thôi. Để cho hai đứa nhá. Hai bạn ngồi cạnh nhau, một bạn mã 203, một bạn mã 204. Nhìn thấy những câu như này nhưng mà thấy là khác đề thì cũng không chọn được đáp án giống nhau. Đúng không? Nhưng mà thực ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là bạn Nguyễn Dũng, dù em không thi đại học môn lý nhưng em vẫn thích xem cô dạy ghê. Rồi, cảm ơn em. Em có thể là giới thiệu cho các bạn khác thi môn lý học cô nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là biên độ của hai dao động này có giá trị nhỏ nhất. Thì có giá trị nhỏ nhất thì nó cũng đồng nghĩa với cái câu là gì? Ngược pha. Đúng không? Bởi vì chúng ta biết rằng là có giá trị nhỏ nhất khi mà ngược pha. Vậy thì nó lại quay về cái câu 15 ở phía trên. Vậy thì mình phải chọn đáp án là lẻ pi. Đúng không? 2n cộng 1. Lẻ pi thôi. Lẻ pi. Chưa? Lẻ pi. Lẻ pi. Câu 18. Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cùng biên độ như hình vẽ. Hai dao động này có A ngược pha nhau, B cùng qua vị trí cân bằng theo một hướng. Và D, C có biên độ là có độ lệch pha là 2 pi, D có pha tổng hợp là 2a. Bây giờ ở đây chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng là một có phải là thỏa mãn là anh ở đầu xong em ở cuối xong không? Đây. Tại thời điểm xuất phát nha, một cái thằng nét liền ấy thì nó đang ở biên dương. Cái thằng nét đứt ấy, thì nó đang ở biên âm nhá. Thằng nét liền ở biên dương, thằng nét đứt ở biên âm. Vậy thì thỏa mãn đúng luôn, anh ở đầu xong, em ở cuối xong. Mình khẳng định được đây là ngược pha. Chưa, ngược pha. Không thì các bạn có thể vẽ vào vòng tròn ấy, vẽ vào vòng tròn lục giác ấy. Biểu diễn cái vị trí M0 của cái thằng nét liền và M0 của cái thằng nét đứt. Thì cái thằng nét liền M0 nó ở biên dương. Đây không? M0 liền. Đây là cái vector biểu diễn vị trí ban đầu của nó này. Và cái thằng nét đứt thì đây, vị trí ban đầu nó ở đây. M0 đứt. Đúng không? Cũng biết là M0 đứt nhưng mà đừng có bạn nào 2K4 đứt nhưng cái M0 này nhá. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái góc lệch là cái góc giữa hai vector. Úi dồi ôi, bằng luôn pi. Có phải là ngược pha nhau không? 18 chọn luôn A. Câu này dễ như chưa từng dễ. Đúng không? File cô gửi trước rồi. Các bạn phải đọc trước đi nha.
Câu 19. Câu 19 thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? Câu 19 chính là câu 11 trong mã đề 204 năm 2018. Các em thấy rằng là cái mã đề năm 2017-2018 ấy có rất nhiều cái câu thuộc về phần dao động đúng không? Rất nhiều câu dao động. Em ơi, bạn nào đang xem, like cho cô cái video này một phát nhá. Để làm gì? Để tăng tương tác thôi, để tí nữa cô xem lại xem là đã có bao nhiêu bạn đã học thôi. Giờ rất nhiều bạn là học chùa, đến cả like cũng không like. Buồn. Chưa? 18A rất đúng luôn, bạn Luật, bạn Nguyễn Ánh. Ok, chính xác. Ở đây, tiếp theo nha, câu 19. Câu 19, một vật dao động điều hòa trên trục OX quanh vị trí cân bằng. Khi nói về gia tốc, phát biểu nào sẽ lại là sai? Ủa, lại lặp lại câu vừa rồi đúng không? Đây chúng ta có A thì bằng trừ omega bình x, cho nên là tỷ lệ với độ lớn của ly độ là đúng, đúng không? Độ lớn, tỷ lệ, đúng không? Cái này A bằng trừ omega bình x. Cái omega này nó là omega bình, nó hằng số thôi, cho nên nó sẽ tỷ lệ với cái độ lớn của ly độ. B, vector gia tốc luôn cùng hướng vector vận tốc. Thì không phải đúng không? Cô vừa vẽ cái vòng tròn đấy rồi. Cái vòng tròn đấy là cái đa trục, trong đa trục trong dao động điều hòa. Rất nhiều thầy cô ấy là dạy xong rồi nói cái kiểu nguy hiểm đa trục trong dao động điều hòa các thứ, thì thực ra các thầy cô nói không sai, nhưng nói như vậy thì nó vẫn là cái cô dạy thôi, được chưa? V âm này, A này thì âm này, V dương này, A này thì âm này, V dương này, A này dương này, và A này dương này, V này âm này. Đấy thì chúng ta thấy rằng là câu B, vector gia tốc luôn cùng hướng với vector vận tốc chuyển động, thì không đúng không? Các em nhìn thấy ngay ở đây, đó là V dương nhưng A lại âm, thì không phải lúc nào cũng luôn cùng hướng, mà nó chỉ cùng hướng trong hai cái nửa vòng tròn này thôi. À, hai cái góc phần tư này thôi, đúng không? Hai cái góc phần tư này thôi, chứ nó không phải lúc nào cũng cùng hướng đâu nhá. Không phải lúc nào cũng cùng hướng. Chưa nhỉ? Tiếp theo, gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng. Chuẩn. Đúng không? Luôn hướng về vị trí cân bằng vì sao? Vì A nó bằng trừ omega bình x. Thì các bạn có thể suy luận này. Nếu như mà x âm đúng không? X âm thì sao? Thì A dương cùng chiều dương hướng về vị trí cân bằng. X dương, A âm ngược chiều dương cũng hướng về vị trí cân bằng. Vậy thì câu này chuẩn rồi. Câu D, gia tốc luôn ngược dấu với ly độ của vật. Thì đương nhiên nó có dấu trừ đây, cho nên ngược dấu là đúng rồi. Vậy cho nên câu sai là câu B, 19B. Câu 20. Nào cố gắng lên các em ơi, một tiếng rồi mình mới chữa được 20 câu. Cố gắng lên. Câu 20. Câu 20 của chúng ta. Các bạn đang bình luận ít dần. Đúng không? Lúc đầu thì bình luận rất là nhiều, lúc sau thì bình luận ít dần. Nào bình luận nhiều lên các em ơi, mấy câu này dễ mà. À, 20C vô học mai thi nào. Mai thi à? Các bạn đấy chắc là 2K3 chứ bây giờ 2K4 làm sao mà thi, đúng không? Ly độ của một vật phụ thuộc theo thời gian. A x bằng A sin. À, khi vật có gia tốc cực tiểu thì vật, ở đây rất là đơn giản, đúng không? À, gia tốc cực tiểu thì vật phải ở biên độ, ở biên dương, đúng không? Đây mình thấy ngay đó là gia tốc A thì bằng trừ omega bình x. Đây người ta, nếu mà người ta hỏi là khi độ lớn của gia tốc cực tiểu thì chúng ta sẽ chọn là ở vị trí cân bằng. Vì sao? Độ lớn của nó chỉ cực tiểu bằng 0 thôi, khi mà x bằng 0. Nhưng người ta bảo là khi giá trị của gia tốc thì chúng ta lại phải xét cả dấu của nó nữa. Vậy thì nếu mà ở đây thì dấu âm, cho nên là A sẽ có giá trị âm, giá trị cực tiểu ấy, khi mà x có giá trị cực đại. Giá trị cực đại thì ở biên dương, đúng không? Thế thôi. Câu 21. Một vật dao động điều hòa x bằng A cos omega t cộng phi với A omega phi là hằng số, thì pha của dao động, pha của dao động A không đổi theo thời gian, B biến thiên điều hòa theo thời gian, C là hàm bậc nhất với thời gian, và D là hàm bậc hai với thời gian. Ở đây là cái câu hỏi đánh lừa các em nha. Rất nhiều bạn là chọn cái đáp án không đổi theo thời gian, bởi vì nhìn thấy cái dữ kiện là phi là hằng số. Đấy, các bạn nhìn thấy cái dữ kiện phi là hằng số xong rồi các bạn bảo cô là
Ui em nhìn thấy rõ ràng đề bài nó bảo là phi là hằng số. Thế mà cô lại không chọn đáp án A. Thế thì vì sao? Ở đây chúng ta sẽ thấy 20C nhiều chưa cô? Rồi được, 20C, 21B. Bình luận nhiều lên nhưng mà có phải là bình luận nhiều nhiều kiểu đấy đâu. Câu 21 nhá. 21 các bạn chọn là B, biến thiên điều hòa theo thời gian. Nhưng mà ở đây thì mình nhớ nha, cái pha của dao động thì nó là gì? Nó là omega t cộng phi thôi. Thì nó là gì? Omega là hằng số, phi là hằng số, cho nên là nó giống cái dạng là y bằng ax cộng b. Thì nó phải là gì? Hàm bậc nhất của thời gian. Đấy, rất nhiều bạn là chọn biến thiên điều hòa. Ở đây nếu như mà người ta hỏi là ly độ của vật biến thiên như thế nào thì chúng ta sẽ chọn là biến thiên điều hòa theo thời gian. Nhưng nếu người ta hỏi là pha biến thiên như thế nào thì pha nó chỉ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian thôi. Tức là pha nó sẽ tăng theo hàm bậc nhất của thời gian thôi. Thời gian tăng thì pha nó tăng. Chứ không phải là biến thiên điều hòa theo thời gian đâu nha. Không phải đâu nha. Đấy, rất nhiều bạn là chọn đáp án sai rồi. Đúng không? Chọn đáp án ở đây rất nhiều đáp án lừa luôn. Đáp án A lừa, đáp án B lừa. Có đáp án D là chắc bạn không chọn. Không bạn nào chọn đáp án D. Đúng không? Nhưng mà bị lừa ở A với B là chết rồi đúng không? Câu 22. Câu 22. Đường biểu diễn ly độ vận tốc, gia tốc theo thời gian cho như hình vẽ. Đồ thị XT, VT, AT theo thứ tự lần lượt là các đường. Là các đường gì? Đúng không? Là các đường gì? 1, 2, 3. Đấy, 21 lại chọn B. 21 lại chọn B. 21 nha, biến thiên điều hòa theo thời gian thì chỉ là nếu người ta hỏi là cái ly độ, chứ ở đây người ta hỏi là pha cơ mà. Pha của dao động cơ mà. Pha của dao động cơ mà. Đấy. Lại thêm một cú lừa. Đúng không? Đề cô ra thì rất hay lừa luôn. Để làm gì? Bởi vì các em mà cứ làm sai ấy, thường là các em làm sai các em sẽ nhớ rõ hơn là các em làm đúng. Cho nên là cô cho nhiều cú lừa để vào thi Trung học phổ thông quốc gia thì các em cũng cảm thấy là ôi đề này nó lừa đi quen rồi đúng không? Bởi cô lừa suốt. Cô lừa các em suốt. Chà, bây giờ thì chúng ta đến với câu 22. Câu 22 thì cho chúng ta một cái đồ thị như này. Ôi dồi, đau cái đầu. Nhìn đau cái đầu đúng không? Nhưng mà thực ra là giải câu này cực kỳ dễ. Nếu mà câu này nhá, cô đảm bảo nếu mà có trong đề thi ấy, thì nó sẽ xếp ở trong cái mức là câu 30. Xếp khoảng câu 30. Tức là câu khoảng hơn 7 điểm. Nó không quá khó nhưng nó không quá dễ với các em. Thế đây chúng ta đã có một cái trục hôm trước cô đã vẽ cho các em rồi đúng không? X, V và A. Thì chúng ta đã biết là V thì sớm pha hơn X, pi trên 2. A sớm pha hơn V, pi trên 2. Và A sớm pha hơn X, góc pi. Đây chúng ta vẽ được một cái môi đúng không? Em nhìn thấy là một cái môi. Đấy, một cái môi lên xuống. Cong ở dưới, đúng không? Từ một cái môi mỉm cười. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ vẽ vòng tròn lượng giác ra. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tròn lượng giác này để chúng ta tìm xem là x, v, t nó sẽ như thế nào. Cụ thể hơn đó là các em phải xác định cái vị trí ban đầu của từng cái đồ thị 1, 2 và 3. Bây giờ cô bắt đầu xác định từ đồ thị 1. Đồ thị 1 thì cô sẽ tô đậm lên bằng cái bút nhớ màu vàng cam này. Đồ thị 1 là cái đồ thị cao kều đúng không? Đồ thị cao kều. Như này. Vậy thì các em sẽ thấy rằng là thời điểm ban đầu, bây giờ mình chỉ cần xét thời điểm ban đầu thôi. Cô chỉ cho các em một cái mẹo, đó là nếu mà chúng ta so sánh về pha thì chúng ta chỉ cần xét về cái thời điểm ban đầu là cái dễ nhất nha. Bây giờ chúng ta nhìn. Thời điểm ban đầu nó đang ở cái vị trí ở dưới đáy đúng không? Ở dưới vực sâu này. Đó. Và nó đang có xu hướng là đi lên. Vậy chắc chắn là đây là cái biên âm của nó rồi. Chưa? Vậy thì cái M01 nó nằm tại đây. Tiếp theo cô xét đến cái đường thứ hai. Đường thứ hai là cái đường mà đường thứ hai là cái đường này. Đúng không? Là cái đường này. Đường thứ hai là cái đường này. Đấy, tô ra cho nó đỡ nhầm với nhau. Vậy thì các em sẽ thấy rằng là nó xuất phát từ vị trí 0 và nó đang có xu hướng là cái độ lớn của nó ấy, đang có xu hướng là gì? Giảm dần, đúng không? Giảm dần, các em nhìn đây. Nó đang đi xuống mà. Vậy thì nó giảm dần, tức là nó đang ở vị trí cân bằng, nhưng ở vị trí cân bằng ở nửa vòng tròn trên. Chứ nếu mà nó tăng dần thì nó ở nửa vòng tròn dưới. Đây là M02. Và tiếp theo đó là cái đường cuối cùng. Thì các em thấy rằng là nó đang ở biên
Nhìn thấy ngay, nó đang ở vị trí trên đúng không? Biên dương và đang có xu hướng giảm. Đây là M03. Vậy thì nếu mà cô vẽ ra này thì chắc chắn là các bạn đã có cái câu trả lời riêng cho mình rồi, đúng không? Vì A sớm pha hơn X góc Pi, A sớm pha hơn V góc Pi trên 2, cho nên cái M03 này sẽ ứng với X, cái này ứng với V và cái này ứng với A. Vậy thì đồ thị X, V, T sẽ là 3, 2, 1. Chọn được ngay đáp án là A. Câu này thì cũng khá là dễ đúng không? Dễ mà khó, khó mà dễ. Đấy, các bạn làm sẽ thấy là ồ, cũng không hề không không dễ như mình tưởng, mà cũng không khó nhưng mà như là các em đã nghĩ đúng không? Làm ra thì thấy là cũng không khó lắm, nhưng mà chưa làm thì thấy là ui khó là khó, đúng không? Làm xong thì thấy cũng không khó lắm. Rồi, để xem là các bạn nào chọn được đáp án cho câu này không. Câu tiếp theo, câu 23. Mấy câu sau khá là dễ thôi. Các bạn bình luận luôn cho cô một loạt đáp án nhá. Cô check một thể luôn. Mạng nó hơi lag, cô cũng không check được comment các bạn bây giờ. Tiếp theo câu 23, lát nữa cô đọc lại sau nhá. Câu 23, trong các phương trình sau, phương trình không biểu diễn một dao động điều hòa, thì chúng ta sẽ thấy rằng là phương trình không biểu diễn một dao động điều hòa thì sẽ là dao động điều hòa thì sẽ là hàm cos hoặc hàm sin, đúng không? Hàm cos hoặc hàm sin, cho nên là không biểu diễn dao động điều hòa thì nó sẽ không có dạng cos hoặc sin. Lại bị lừa, hay ngại làm. Rồi ngại làm cái gì? Nếu mà không biểu diễn dưới dạng cos hoặc sin thì sẽ không là dao động điều hòa. Vậy thì câu 23 mình sẽ chọn được ngay đáp án là B, đúng không? Kể cả đáp án A này. Đáp án A thì các em thấy rằng là cộng 1. Nhưng mà có sao đâu, chẳng qua là mình đang chọn vị trí cân bằng là vị trí x bằng dương 1 thôi. Tức là mình đang tịnh tiến cái dao động trên trục ô x thôi, chứ mình không ảnh hưởng gì đến cái tính chất dao động của nó. Miễn là nó được biểu diễn bằng hàm cos hoặc hàm sin thì nó sẽ hàm cos hàm sin bậc nhất thôi nhá. Hàm cos hàm sin bậc nhất, bậc 1 thôi. Được chưa? Tiếp theo câu 24 này. Nhanh chóng, 24, 25, 26 luôn đi. 24, 25, 26 cô cho các bạn 5 giây bình luận luôn nhé. Trong thời gian này thì cô sẽ đọc comment của các em luôn. Bình luận nhiều lên các em ơi. Các em phải kể cả sai cứ bình luận đi. Sai cứ bình luận để xem là các em đã hiểu được đến đâu. Bởi vì là sai, các em mà bình luận ra các em sai ấy, thì cô sẽ chỉ cho các em là sai vì sao. Và có một cái thú vị đó là mình sai thì mình sẽ nhớ lâu hơn. Cho nên đừng có ngại. Đấy, cô cho các bạn nhìn câu 26 nhá. Rồi bây giờ mình chữa được có một nửa. Nhanh chóng các em ơi, tăng tốc. 46 rồi. Nếu mà đến 10 giờ mà không xong thì đành một buổi khác để mình chữa tiếp vậy. Chứ mình không chữa quá 10 rưỡi được, đúng không? Các bạn phải đi ngủ nó mỏng. Rồi. Câu này chọn đáp án gì đây? À rồi, đã thấy có bạn chọn đáp án rồi. Đây câu 24 nhá. Trong các phương trình sau, phương trình biểu diễn một dao động điều hòa thì cô đã bảo rồi đúng không? Phải là một hàm sin và cos, và nó phải là gì? Ở đây chọn đáp án gì đây? Cô đang loát lại trang để đọc comment của các bạn nhé. Trong lúc đấy thì các bạn cứ bình luận ở dưới đi. Bình luận bên dưới đi. Được chưa? Phương trình nào biểu diễn một dao động điều hòa? 23B, 24B, 25B. Đây bạn Bảo Trúc, 23B, bạn Anh Chu, 24D. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là câu 24 ấy, mình sẽ chọn đáp án là B. Vì sao? Vì mình có rằng là cos bình của x thì mình có thể đổi thành gì? Cos bình của x thì mình có thể đổi thành 1 cộng 2 cos 2x trên 2, đúng không? Vậy cho nên là 3 cos bình của 100 pi t ấy, thì mình sẽ có thể đổi thành là 3 nhân với gì? 1 cộng cos của 200 pi t trên 2, được chưa? Vậy thì có thể đổi thành là 3 nhân 1 trên 2 là 1,5 cộng với 1,5 cos của 200 pi t, được chưa? Vậy thì đây có phải quay về lại giống cái dạng này không?
giống cái dạng của câu 23 này không? Cái 1,5 cộng 1,5 cos 200 pi tây này có giống cái này không? Có. Vậy cho nên là câu 24 mình phải chọn đáp án là B. Câu 24 mình chọn đáp án là B nhá. Đấy. 24 mình chọn đáp án là B. Câu 25. Câu 25 vật dao động theo phương trình như này. Chu kỳ và tần số là bằng bao nhiêu? Thì rất là dễ đúng không? Chúng ta thấy rằng là chu kỳ T thì sẽ bằng 2 pi trên omega bằng 2 pi chia cho 4 pi. 2 pi trên 4 pi thì bằng là 0,5. Thế còn tần số thì rất là dễ, bằng 1 trên T. 1 mà chia cho 0,5 thì bằng 2, đúng không? Bằng 2, T bằng 0,5 và F bằng 2. 25B, bạn đã có rất nhiều bạn chọn được 25B, chính xác. Tiếp theo câu 26 thì sao các em ơi? Nào, bình luận nhiều lên xem nào. Xem là mình chọn được đáp án nào nào. Chia sẻ về từng nhà nữa nhá các em nhá. Và chia sẻ giúp cô vào các nhóm 2K4. Câu 26 mình chọn đáp án gì đây? Câu 26. 10 giờ em phải game nữa. Ôi dồi ôi, thi đến nơi rồi mà còn game thế chả. Câu 26. Biên độ dao động và pha ban đầu rất là dễ đúng không? Nhưng mà ở đây thì người ta lại đang cho là dấu trừ. Mình có bao giờ thấy biên độ dao động A âm không? Loại đi các đáp án A âm đi nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ biến từ trừ sin và biến thành trừ sin thành dạng sin cho cô. Đó là x bằng trừ 4 sin của 5 pi t trừ pi trên 3. Thì mình sẽ biến về dạng sin nhá. Mình sẽ biến về dạng sin bằng cách nào? Mình biết rằng là sin của trừ x thì bằng sin của trừ x thì bằng trừ sin x, đúng không? Nó sẽ bằng như này. Đó là bằng 4 nhân sin của 5 pi t. 5 pi t. À, trừ 5 pi t cộng pi trên 3. Sau đó là mình biến về dạng sin như này rồi. Và nó đang âm. Vậy thì mình sẽ biến lại về dạng như này, về dạng cos nhá. Sin về cos thì chúng ta có rằng là sin của pi trên 2 mà trừ x thì bằng cos x, đúng không? Cho nên là bây giờ chúng ta biến đổi từ sin của trừ 5 pi t cộng pi trên 3, biến về cos thì chúng ta sẽ lấy pi trên 2 trừ đi cái đống này thì sẽ bằng cos của pi trên 2 trừ đi 5 pi t thì nó sẽ là thành dương, trừ trừ thành dương 5 pi t. Pi trên 2 mà trừ đi pi trên 3. Pi trên 2 mà trừ đi pi trên 3. Thì chúng ta sẽ ra được ngay cái pha, đúng không? Ra ngay cái pha chỗ này. Pi trên 2 mà trừ đi trừ chứ, 1/2. Rồi ra được ngay cái pha chỗ này luôn, đúng không? Và chúng ta sẽ chọn được ngay đáp án câu này. Và pha ban đầu. Chọn được đáp án ngay câu này. Các bạn chọn được đáp án gì câu này đây? Chọn được đáp án câu này luôn đúng không? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 27. Tiếp theo đến với câu 27 nhá. Nhanh nhanh một chút bởi vì giờ cũng muộn rồi đúng không? 9:52 rồi. Câu 27. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x bằng 5 cos của 2 pi t. Chu kỳ dao động của chất điểm là bao nhiêu? Chu kỳ dao động là bao nhiêu?
Câu này để mà tìm chu kỳ quá là dễ đúng không? Mình thấy ngay đó là omega bằng 2pi. Thì chu kỳ thì bằng T bằng 2pi trên omega. Tức là 2pi trên 2pi. 2pi mà chia trên 2pi thì bằng 1 đúng không? 1 chọn được ngay 1 giây. Nào tiếp theo câu 28. Ủa không có câu 29. 28, 30, 31. Để xem các bạn sẽ chọn đáp án gì cho câu này nhá. Xem là sẽ chọn đáp án gì cho câu 28, 30, 31. Nhìn thì tưởng là những câu này đơn giản, nhưng mà những câu như này nó xuất hiện trong đề thi khá là nhiều đấy. Vì sao? Bởi vì là những câu như này nha, thường là sẽ xuất hiện trong 10 câu đầu. Các em có thể thấy này, đó, vận tốc của vật này. Những câu như này nha, tính dao động này, tính chu kỳ này, tính tần số của dao động ấy, thì nó sẽ xuất hiện trong mức 10 câu đầu. Khá là nhanh thôi, đúng không? Chúng ta làm sẽ rất là nhanh được những cái câu này thôi. 27 rồi, 26, 27, 27A. Rồi, tiếp theo. Okay, có người ở ngoài. 28. 28, tần số thì quá là dễ đúng không? Tần số thì ở đây chúng ta sẽ lấy tần số F thì bằng omega chia cho 2pi. Thì ngược thì thực ra là tần số ấy, nó là 1 trên T. Mà T ở trên thì mình vừa dùng là 2pi trên omega. Nên 1 trên thì mình lấy omega trên 2pi thôi. Đúng không? Omega của mình là 4pi. 4pi trên 2pi, tần số của mình là 2 Hz. Quá dễ. Câu 28 thì quá dễ luôn. Tiếp theo là câu 30 này. Mình chữa nhanh một chút nha. Khá là muộn rồi. Cho nên những câu này cũng dễ, cho nên là cũng sẽ chữa nhanh cho các em. Trần Hoàng Minh. À, chắc là câu 27 à? Câu 28C đúng rồi. Câu 29. Một vật dao động điều hòa vận tốc của vật sẽ A là hàm bậc 2 của thời gian, B biến thiên điều hòa theo thời gian, C luôn có giá trị không đổi và D luôn có giá trị dương. Chúng ta có thể thấy rằng là phương trình vận tốc V thì bằng omega A cos của omega T cộng phi cộng pi trên 2. Cô viết trên vào đây một chút. Vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ chọn đáp án là B, biến thiên điều hòa theo thời gian. Nhìn thấy ngay không thể là bậc 2 được, không phải là hàm bậc 2 của thời gian, đúng không? Mà là một hàm sin cos của thời gian để nó có thể nghe được hơn. Thứ hai đó là nó được biểu diễn bằng cái hàm cos này, cho nên là không thể là không đổi được, mà nó có thay đổi chứ. Và luôn có giá trị dương thì không phải rồi. Mình cái vòng tròn lượng giác của cô vẽ đi vẽ lại rồi, không thể nào mà luôn có giá trị dương được, đúng không? Không thể nào mà có giá trị dương được. À, cô xin lỗi, là không thể nào mà luôn có giá trị dương được. Nó có lúc âm, có lúc dương. Tiếp theo này, câu 31. Đấy, các em thấy không? Câu vừa rồi là câu trong đề 2018 ấy, cũng dễ mà, đúng không? Không hề khó như mình đã tưởng. Câu 31 là ứng với câu 17, mã đề 203 năm 2018. Nào mình chọn xem là mình sẽ chọn đáp án gì đây. Câu 30 các bạn chọn B. Ok, câu 30 B đúng. Câu 31. Câu 31 thì chọn đáp án gì đây các em ơi? Câu 31, một con lắc đơn dao động với phương trình. Mặc dù mình chưa học con lắc đơn, nhưng mà câu này hoàn toàn là mình có thể làm được. Bởi vì sao? Mình có thể dựa vào cái tính chất chung. Con lắc đơn hay là con lắc lò xo ấy, thực chất nó cũng chỉ là cái con lắc. Chất nó là con lắc thôi. Cho nên là mình có thể dựa vào cái tính chất của con lắc để mình làm câu này. Tần số dao động của con lắc này là bao nhiêu? Câu này là câu 17, tức là ứng với 4,25 điểm. Bạn nào mà muốn đạt trên 5 điểm thì phải làm được câu này. Đơn giản quá đúng không? Tần số F thì cô vừa nói là bằng 1 trên T bằng omega trên 2pi bằng omega là pi T đây này, pi đây này. Cái pi T này này, cho nên là omega bằng pi. Mà chia cho 2pi thì bằng là 0,5 đơn vị là hertz đúng không? Hertz hay tức là vòng trên giây ấy. Vậy thì mình chọn được là 31C. Nào có 32. Câu 32 câu này thì câu 34 năm 2018. Và câu 34 này thì ứng với mức là 8,5 điểm. Đúng không? 8,5 điểm. Hỏi xem là hai dao động này lệch pha bao nhiêu. Thì cũng khá là dễ thôi. Cũng không có gì khó cả. Mình làm một chút là ra được ngay. Ở đây bạn luật. Bình luận luôn 32D, 33C, 34A, 35A, 36D. Ok, bạn đã nhận file trước và bạn đã làm trước rồi đúng không? 32
thì chúng ta nhìn vào đồ thị này, ta có x1 và v2. Cô sẽ tô màu khác lên để cho các bạn nhìn cho nó dễ nha. X1 và v2, x1 và v2. Thế giờ nhá, mình muốn xem là hai cái dao động này nó lệch pha bao nhiêu thì mình phải tìm được một cái thời điểm nào đấy, mình biết cả giá trị của hai cái, đúng không? Vậy thì mình nhìn vào đây này, cái x này này, nó sẽ mình nhìn này, mình nhìn vào cái đường màu vàng này, nó gióng sang này, thì biên độ của nó là 3 ô, đúng không? Biên độ của cái x này là 3 ô. Và thời điểm ban đầu thì nó đang xuất phát từ vị trí là trừ 1,5 ô, đúng không? Trừ 1,5 ô, tức là nó đang xuất phát từ vị trí x bằng a trừ a trên 2, đúng không? Và nó đang có xu hướng tăng, tức là nó đang, đây, trừ a trên 2 đây, 0 này, a này, a1 này, trừ a1 này. Nhưng mà nó trừ a trên 2 thì mình thấy có hai vị trí trên vòng tròn lục giác. Nhưng ở đây thì vì nó đang tăng nên chúng ta biết rằng là tăng thì phải ở nửa vòng tròn thứ dưới, đúng không? Cho nên đây sẽ là m01. Và x bằng trừ a trên 2 thì các bạn bấm máy ra thì cái góc này của chúng ta nó sẽ có độ lớn là trừ 2 pi trên 3. Nhưng vì nó ở dưới cho nên góc này sẽ là, à, có độ lớn là 2 pi trên 3. Và vì nó ở dưới cho nên nó sẽ là trừ 2 pi trên 3. Ngược lại, nếu đối với cái thứ hai là đồ thị V2 nha, V2. Đấy, thì mình thấy rằng là, à, thời điểm ban đầu này, các em nhìn vào cái đồ thị này, nhìn đồ thị. À, đây là cái đồ thị V2 đúng không? Đây là đồ thị V2. Còn đây mới là đồ thị X1 này. Cô xin lỗi, đây là đồ thị V2. Cô vừa tô để cái đồ thị vàng cam là V2, đúng không? Vậy thì bây giờ mình tìm được cái pha của V2 rồi. Và mình biết là V2 nó sẽ thế nào? V thì nó sẽ sớm hơn x góc pi trên 2. Cho nên là mình lùi cái vector quay này, một góc pi trên 2 lùi về sau. Thì mình sẽ thấy đây là cái vị trí của x2, đúng không? Đây là vị trí x2. Bây giờ mình lấy trừ 2 pi trên 3 mà mình lại trừ thêm với pi trên 2 nữa. Thì cái này nó là bao nhiêu đây? À, nó ra là trừ 7 pi trên 6. Hay tức là 5 pi trên 6, đúng không? Hay tức là cái góc này bằng 5 pi trên 6. Vì sao? Vì cái góc này, này nó có độ lớn bằng 7 pi trên 6. Thì cái góc này sẽ là 5 pi trên 6. Đây, cái này bạn nào mà thuần thục về vòng tròn lục giác, thuần thục về cái buổi cô dạy về vòng tròn lục giác thì sẽ làm được những câu này rất là đơn giản thôi. Câu này là 8,5 điểm. Em nha, 8,5 điểm, ngon ơ luôn. Tiếp theo đến cái x1, đúng không? Tiếp theo đến cái x1. X1 thì đơn giản thôi, đúng không? Chúng ta nhìn vào x1 này, ta thấy rằng là, à, x1 nó chạm đỉnh tại 4 ô. Và thời điểm ban đầu nó đang là ở vị cái mốc là 2 ô đi lên. 2 ô đi lên. Đây là A2 nhé. Đấy. Omega A2. Omega A2, nếu mà viết chuẩn thì phải là omega A2. Bây giờ quay lại, và x1 thì nó đang vị trí 4 ô này. Mà nó đang, à, thời điểm ban đầu ở 2 ô đi lên, tức là A trên 2. Nhưng mà nó lại đang đi lên, tức là theo xu hướng là nó đang tăng. Thì cô bảo các em rồi đúng không? A trên 2 mà đang tăng thì nó phải là thế nào nhỉ? A trên 2 và đang tăng thì nó ở cái này, đúng không? Nó ở cái nửa dưới vòng tròn. Đang tăng thì phải ở nửa dưới. Vậy thì cái pha này chúng ta dễ dàng suy ra A trên 2 đang tăng. Các bạn bấm shift code. Bấm shift code như thế nào? Shift code A trên 2 thì chúng ta bấm 0,5, thì ra là pi trên 3. Nhưng vì nó ở nửa dưới trên góc này là trừ pi trên 3. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm được ngay cái góc giữa hai cái M1 và M2. Một cái góc thì có pha là trừ pi trên 3. À, một cái dao động có pha ban đầu là trừ pi trên 3, đúng không? Phi 1 là trừ pi trên 3. Phi 2 thì lại có pha là 5 pi trên 6. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm được cái góc lệch ấy, bên đa phi. Nó sẽ bằng trị tuyệt đối của phi 1 trừ phi 2 nha, phi 1 trừ phi 2. Thì các bạn trừ ra ấy thì nó sẽ ra được là 7 pi trên 6. Tuy nhiên là các em nhìn vào trong vòng tròn này, nhìn vào trong vòng tròn này, đây, 7 pi trên 6. Cô vẽ hai cái dao động này trên cùng một vòng tròn nhé, cho các bạn dễ nhìn tưởng tượng. Được chưa? Đây là cái 2 x2 này và x1 ở đây, đúng không? X1
Thì mình tìm được là cái 7 pi nhân 6 đấy các em, tìm được là cái góc lớn đúng không? 7 pi nhân 6. Nhưng mà góc lệch giữa hai cái dao động ấy thì mình phải lấy cái góc nào? Cái góc nó nhỏ hơn, đúng không? Lấy cái góc nhỏ hơn. Vậy thì 2 pi và trừ 7 pi nhân 6, cái này là 5 pi trên 6. Chọn đường ngay C, 5 pi trên 6. Bạn nào làm thuần thục cái vòng tròn lượng giác rồi thì sẽ thấy câu 8,5 điểm này dễ như chơi, đúng không? Nào hôm nay mình cố gắng là mình làm xong 35 câu đầu nhá. Và còn từ câu 35 và 10 câu của buổi trước thì cô sẽ để vào buổi tiếp theo mình làm chẳng hạn. Hoặc là hôm nay mình chữa hết đi. Cố gắng là mình chữa hết đi. Đang học chắc là các bạn cũng sẽ làm được hết, đúng không? Chia sẻ về từng nhà học nhá. Câu 33, đây là ứng với câu 3 trong mã đề 202 năm 2019, đúng không? Đây là 2019 nhá, rất là gần với cái năm các em thi. Mới cách có 2 năm, đúng không? Mới cách có 2 năm thôi. Cho nên là ở đây là bình luận 31C. Rồi 32 bạn Luật chọn là D. Úi dồi ôi, 32D là sai rồi. Bạn Luật bảo là em nghĩ 32 em sai. Nào các bạn, bình luận nốt cho cô câu 33, 34. Dễ đúng không? Toàn những câu dễ. 33 này, khi vật ở vị trí ly độ x thì gia tốc của vật là, câu này dễ ơi là dễ. Nhưng nó lại được, nếu mà các em làm đúng là được 0,25 điểm, đúng không? Làm đúng là được 0,25 điểm. Câu dễ như thế này mà nó ngang với một câu khó thôi. Cho nên là mình không được sai những câu này nhá. Ở đây thì A chúng ta bằng trừ omega bình x, đúng không? Lại một câu nữa trong năm 2019. Quá đơn giản, chu kỳ được tính bằng công thức. Câu này mà không làm được nữa thì thôi đấy, đúng không? Câu này mà không làm được nữa thì thôi. Đâu rồi, các bạn bình luận cho cô xem nào. Câu 34. 34 thì chúng ta sẽ thấy rằng là T thì chắc chắn là câu 34 mình không thể chọn đáp án nào khác ngoại trừ đáp án là 2pi trên omega. Mình chọn ngay 2pi trên omega cho cô nhỉ. Câu 34. Đấy, quá dễ đúng không? Dễ như thế này mà được 0,25 điểm. Ngang bằng một câu vận dụng cao. Được chưa? Câu 35. Một vật dao động có phương trình x bằng 10 cốt của pi t trên 2 trừ 2pi trên 3. Nhận định nào sau đây là sai? Nhận định nào sau đây là sai? Gốc thời gian ở vị trí x 10cm. Biên độ A bằng 10cm. Câu này chắc chắn là không bạn nào chọn đúng không? Này, nhìn phát biến ngay. Chu kỳ t bằng 1 giây. Và pha ban đầu trừ pi trên 2 radian. Vậy thì câu này bạn Luật, bạn ấy chọn câu 35 là đáp án A. Rồi. Ok, câu 35 này. Bạn nào học cô rồi thì chắc là không bị lừa đâu đúng không? Đã có 3 bạn khác bình luận. Đã có 3 bạn tiếp theo bình luận này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái phương trình này mình đang viết ở cái dạng mà mình không quen thuộc, đúng không? Vậy thì mình phải chuyển nó từ cái lạ, chuyển từ lạ về quen, là chuyển từ cái mà mình đang không quen trở về cái dạng mà mình quen thuộc hơn. Đấy, bạn Trần Hoàng Minh 34A, anh Chu 34A, ok, chính xác luôn các em ạ. Chuyển từ cái dạng lạ về cái quen, đấy là x. Thì mình thấy rằng là mình có là cốt của x thì bằng cốt của trừ x. Cho nên bây giờ mình đổi từ dạng lạ về cái quen thành là 10 cốt của trừ đi. Thì trừ pi trên 2 thì nó là trừ pi trên 2. Trừ trừ thành 2pt trừ pi trên 2. Ok luôn đúng không? 10 cốt của 2pt trừ đi pi trên 2. Vậy thì bây giờ gốc thời gian, gốc thời gian thì sẽ là lúc t bằng 0. Mình thay t bằng 0 vào đây. 10 cốt của trừ pi trên 2. Cốt của trừ pi trên 2 bằng 0. Cho nên 10 nhân 0 bằng 0. Đáp án A sẽ là đáp án sai, đúng không? Chu kỳ t bằng 1 giây có đúng không? Chúng ta tính t bằng 2pi chia cho 2pi ra luôn, đúng bằng 1 còn gì. Pha ban đầu trừ pi trên 2 đúng. Rất nhiều bạn là chọn đáp án này là nhận định là sai. Vì các bạn nhìn thấy ở trên là nó là dương. Nhưng mà thực ra thì các bạn đổi dấu về thì nó sẽ ra được đáp án D. Được chưa? Ra được đáp án D nó đúng. Nhưng mà mình lại phải chọn đáp án A bởi vì người ta hỏi mình là đáp án nào sai, đúng không? Nào thôi, làm tiếp đi, còn có mấy câu thôi mà. Làm tiếp nha. Nốt đi, chiến đấu nốt đi. Dễ mà đúng không? Các bạn thấy dễ không nhỉ? Quá dễ. Mình học lý thuyết này mà chắc ấy thì những cái câu ăn, những cái câu này sẽ là câu ăn điểm.
Và mình ăn điểm được những cái câu này thì mình mới mới có cái tiềm năng để mà mình được 9 điểm nhá. Chứ nếu những câu mà dễ như này mà các em làm sai ấy, thì các em phải phải làm thế nào để các em khắc phục, làm thế nào để khắc phục được lý thuyết. Rất nhiều bạn là cô dạy từ năm ngoái đến sát thi bắt đầu mới cô ơi, làm thế nào để em không bị sai vặt lý thuyết. Thì có một cách để cho các em không sai lý thuyết, đây là các em làm nhiều, các em làm thật nhiều thì các em sẽ nhớ được lý thuyết và các em sẽ không sai nữa. Yeah. Nhớ được những cái mẹo, nhớ được những cái mà bẫy mà đề bài hay ra. Chỉ có cách làm nhiều thôi. Cho nên cô cho các em là mỗi chuyên đề cô cho hàng trăm câu lý thuyết, hàng trăm, hàng mấy trăm câu lý thuyết thì sẽ không thể nào mà bị nhầm được. Không thể nào mà bị nhầm được. Được chưa? Ý nhầm 35A. Ok, Trần Hoàng Minh, ok. Rồi đấy, viết ngay, nhiều bạn là bị lừa mà. Câu 36. Ở đây, thay thì điểm tây bằng 0. Vật có tọa độ bằng bao nhiêu thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thay tây bằng 0. 10 pi tây nhân 0 thì nó là 0. Thì mình sẽ bấm x bằng 4 cos của pi trên 6. Mình thấy cos của pi trên 6 thì bằng căn 3 phần 2. Căn 3 phần 2 mà nhân 4 thì là 2 căn 3 cm vuông, đúng không? 2 căn 3. Bấm máy thôi. Đây, rất là dễ đúng không? Nhưng mà đừng coi thường những câu như này nha, những câu như này có thể xuất hiện trong đề thi đấy. Vì sao? Bởi vì là các em biết rằng là để mà thi được cái khối này, rất nhiều bạn là các bạn thi khối á, toán toán hóa sinh chẳng hạn. Nhưng mà các bạn bắt buộc phải thi lý thì phải có những câu để cho các bạn kiểu qua liệt, chống liệt ấy. Thì đây sẽ là những câu chống liệt. Nhưng mà những bạn nào mà không cẩn thận nhá là vẫn có thể sai những câu này. Được chưa? Câu 37. Số dao động toàn phần được thực hiện trong 1 phút là bao nhiêu? Số dao động toàn phần được thực hiện trong 1 phút là bao nhiêu? Số dao động toàn phần và thực hiện trong 1 phút là bao nhiêu? Thì câu này rất dễ đúng không? Mình đã có được cái định nghĩa về số dao động toàn phần thực hiện trong 1 giây. Mình đã có định nghĩa là số dao động toàn phần mỗi giây thì chính là cái đại lượng nào quen thuộc mà chúng ta hay học nhỉ? Nào các bạn hãy dừng lại một chút và bình luận cho cô xem là số dao động toàn phần mỗi giây là cái đại lượng quen thuộc nào mà các em đã được học, đã được cô dạy rồi. Cái đại lượng này thì các em học rồi đúng không? Mà rất nhiều bạn là biết đến cái tên của nó, cái ký hiệu của nó, nhưng lại không biết được rằng là cái ý nghĩa của nó là gì. Chẳng lại không biết cái ý nghĩa của nó là gì. Vậy thì nào, bình luận, dừng lại bình luận cho cô xem là số dao động toàn phần mỗi giây là gì. Nếu bây giờ đề bài người ta không hỏi số dao động toàn phần mỗi phút, người ta hỏi số dao động toàn phần mỗi giây thì các em sẽ làm như thế nào? Đó. Em sẽ làm như thế nào cho những câu như thế này? Thì đây, số dao động toàn phần mỗi giây thì nó sẽ ký hiệu là chữ F, đơn vị là hertz. Bất ngờ không? Quá bất ngờ, rất nhiều bạn bất ngờ nhá. Rất nhiều bạn bảo số dao động toàn phần mỗi giây chả biết là cái gì. Cứ biết cái F là tần số nhưng không biết được ý nghĩa của nó là gì. Thì thực ra ý nghĩa của F là số dao động toàn phần mỗi giây. Vậy thì bây giờ nếu mà tìm số dao động toàn phần mỗi phút thì mình chỉ cần làm gì? Mình chỉ cần nhân 60F lên đúng không? 60F là xong đúng không? Mỗi phút là 60F. Mình lấy 60 nhân với F là omega trên 2pi. Mình nhìn vào đề 5 cos của pi t cộng 2pi trên 3 thì omega của mình sẽ bằng pi. 60 nhân pi trên 2, pi trên 2pi, đúng không? 60 nhân 1 phần 2, câu này phải có đáp án E, đúng không? Đáp án E. Pi trên 2pi là 1 phần 2 nhân với 60 là E, 30, đúng không? Số dao động toàn phần mỗi phút là 30, nha, 30, đúng không? 30 lần. 30 lần. Cho cô đáp án E nhá. Câu này đáp án E vào. Ba sáu D. Ok, các bạn đã chọn được 36D chính xác rồi. Vẫn còn một số bạn rất là kiên trì học đến bây giờ, đúng không? Và có rất nhiều bạn là chỉ xem thôi, không thấy bình luận bao giờ cả. Nếu mà các bạn không bình luận ấy thì cũng được, nhưng mà như thế thì các em sai chỗ nào cô không sửa cho các em được. Được chưa?
Nào mình sẽ cố gắng là mình chữa hết câu. Mọi người cố chữa đi. Bây giờ mệt quá thì dừng thôi. Cố gắng là hết, cố gắng phải hết chữa câu 40 nha. Câu này, vận tốc của vật có độ lớn cực đại. Phương trình dao động là 3 cốt của 20t cộng pi trên 3. Độ lớn cực đại là bao nhiêu? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là quá đơn giản luôn. Cái gì này? V của chúng ta thì là đạo hàm của vận tốc. À của ly độ đúng không? Cho nên đạo hàm ra thì nó sẽ là 20 nhân 3 nhân sin của trừ 20 nhân 3 nhân sin của 20t cộng pi trên 3. Đúng không? Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là à vậy thì ở đây thì V sẽ mắc khi mà sin nó bằng trừ 1, tức là nó V mắc bằng 60cm trên giây. Đúng không? 60cm trên giây thì nó sẽ là 0,6m trên giây. Câu 39, mấy câu này dễ hơn là dễ. Tốc độ có giá trị cực đại thì áp dụng của câu trên chúng ta sẽ có V max bằng omega nhân với A. Omega bằng pi, A bằng 5 pi cm trên giây. Vì sao cũng biết là cm trên giây? Bởi vì mình nhìn thấy rằng là ở đây x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vậy cho nên là vận tốc sẽ là cm trên giây. Tốc độ sẽ là cm trên giây. Nha, các bạn cứ bình luận đáp án đi, cô sẽ check. Nha, cô sẽ check. Chẳng thấy bạn nào bình luận nữa. Tiếp với câu 40. Nha, làm nốt câu 40. Làm nốt đi, có mấy câu đây. Câu 40. V1 bằng trừ 0,6m trên giây thì gia tốc là 8m trên giây bình. Khi V2 bằng 0,8m trên giây thì A2 là trừ 6m trên giây bình. À, vận tốc cực đại là bao nhiêu? Vậy thì bây giờ chúng ta lại phải sử dụng. À, ở đây người ta đang cho V, đang cho A tại hai thời điểm khác nhau. Đúng không? Tại hai thời điểm khác nhau. Và chúng ta, người ta yêu cầu chúng ta đó là phải tìm được cái V max. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có được như sau. Vậy thì đối với cái dạng bài này thì chúng ta cần phải áp dụng cái phương trình độc lập với thời gian. Đó là gì? V bình trên omega bình. À, omega bình A bình cộng với A bình trên omega mũ 4 A bình bằng 1. Đúng không? Bằng 1 như này. Vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Đó, chúng ta sẽ đặt. Bây giờ cô sẽ đặt nhá. Bởi vì chúng ta đã biết V, biết A, biết hai giá trị đấy rồi. Cho nên là cô sẽ đặt 1 trên omega bình A bình bằng x. Và cách dễ nhất là chúng ta sẽ đặt omega mũ 4 A bình bằng y. Vậy thì chúng ta sẽ có được một hệ như nào? Vậy thì chúng ta có cái hệ nhá. Áp dụng này, V1 bằng trừ 0,6 đúng không? Vậy cho nên là 0,6 bình trên omega bình A bình cộng với 8 mét trên dây bình đúng không? 8 bình chia omega mũ 4 A bình bằng 1. Và 0,8 bình omega bình này A bình cộng với 6 bình omega mũ 4 A bình bằng 1. Vừa ở trên cô đặt là 1 trên omega bình A bình bằng x, cái này bằng y. Vậy thì bây giờ cô thay thôi. Vậy thì sẽ trở thành, vậy thì cái hệ này, cái hệ mà chúng ta suy ra từ đề bài sẽ trở thành như sau: 0,6 bình x cộng 8 bình y bằng 1 và 0,8 bình x cộng 6 bình y bằng 1. Vậy thì ở đây chúng ta giải hệ thôi, giải hệ bậc nhất thôi. Cái này hoàn toàn là hệ hai ẩn bậc nhất. Đúng không? Chúng ta bấm 151 nếu với máy ES hoặc máy VN, 570. 0,6 bình 8 bình 1 0,8 bình 6 bình
1. A ra được x bằng 1, y bằng 0,01. Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ có rằng là lúc này thì suy ra là 1 trên omega bình a bình thì bằng 1, và 1 trên omega mũ 4 a bình thì bằng 0,01. Vậy thì chúng ta nghịch đảo lên, đảo lên suy ra được là omega bình a bình bằng 1, omega mũ 4 a bình bằng 100. 1 chia 0,01 là 100. Vậy thì căn đi, căn đi thì omega a sẽ bằng 1, omega bình a sẽ bằng 10. Nhưng mà đề bài người ta lại hỏi có một cái V max thôi. V max tức là omega a thôi. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được là 1 mét trên giây. Đúng không? 1 mét trên giây. Còn nếu mà đề bài mà người ta hỏi là cái gia tốc max thì sẽ là 10 mét trên giây bình. Được chưa? Chọn được ngay thôi. Cái này thì giải rất là đơn giản, không hề khó một tí nào cả. 1 mét trên giây. 1 mét trên giây. Đó, 1 mét trên giây. 1 mét trên giây. Nào bây giờ vậy là chúng ta đã làm xong 40 câu đầu. Và từ câu 41 cho đến câu 50 thì nó hoàn toàn là những cái câu lý thuyết căn bản thôi, rất là đơn giản. Cô nghĩ là các em hoàn toàn có thể là làm được, tự làm được. Và cô sẽ để làm bài tập về nhà cho các em, và để cho các em là tự làm. Và cô sẽ đăng đề lên trên fanpage, sau đó là các em sẽ trình bày cái cách giải của các em ở bên dưới. Cô sẽ nhận xét cái cách giải cho các em nhá. Nhận xét cái cách giải của các bạn. Bởi vì là nếu mà cô dạy như này là cô đang dạy theo thuần túy là cô dạy và các em nghe. Các em nghe. Đúng không? Cô ơi cho em xem lại câu 37 đi. Câu 37 là câu gì nhỉ? Em tua lại thôi chứ bây giờ cô chả nhớ là cái này. 37 đâu rồi nhỉ? 37 cô lại lỡ chuyển qua mất rồi. Cho nên là thôi em tua lại vậy. Bây giờ thì từ câu 40, từ câu 41 trên câu 50 ấy, thì sẽ là những câu để cho các em luyện tập nha. Các em sẽ phản hồi lại với cô xem là các em đã học được những gì thông qua buổi học ngày hôm nay. Được chưa? Rồi bây giờ là 10:20. Cô sẽ kết thúc buổi học tại đây. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo. Buổi học tiếp theo của chúng ta dự kiến là chiều thứ hai, ngày chiều thứ hai tuần sau là ngày 28 tháng 6 nha. 28 tháng 6 chiều thứ hai lúc 16 giờ. Bye bye.